tâm sinh tướng, bướng thì gặp tôm. Angela đang làm gì đây nhỉ? Chụp ảnh sao? Wow, tôm và chó đang ngủ trưa này. Angela hình như đang nghĩ ra trò gì thì phải. Ai chà, tôm bị đánh thức rồi. Chắc chắn là thằng chó này. Ủa alo, tao có làm gì đâu. Khổ thân chó quá, đang yên đang lành bị đổ oan. Lại thêm gì nữa thế này? Angela đang cười rất là mãn nguyện. Tôm nghĩ ra kế hoạch để trả thù rồi. Họ đang bơm nước vào bóng bay. Và Angela đang bị tấn công dữ dội, nhưng có vẻ cô nàng chẳng sợ gì hết. Ui, tôm bắn hạ khinh khí cầu mất rồi. Thấy không, tâm thì sinh tướng, còn bướng thì gặp tôm.